phải cầm lấy cái đó. Lưu có mảnh tứ, phải cái quan đặc quốc của ông quân trong học nhân và các cán bộ của những người bạn quốc tế của Lào, của Hàn Quốc và bà đại tướng Campuchia đang ra sân bay trên đường tới tham gia vui của chúng ta. Thưa tất cả bà con Việt Nam, các anh chị em Việt Nam, tất cả các cán bộ, nhân viên, những nhà doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Bà con có thấy vui không ạ? Vui ạ! Vui được mà mình chờ bà con. Bà con đến đây, anh chị em tới đây. Chúng ta đang ở một tỉnh rất linh thiêng. Chúng ta thường đón giao thừa sớm. Và đây là giây phút linh thiêng. Linh thiêng nữa là những con người Việt Nam, những tâm hồn Việt Nam, những trái tim Việt Nam, dòng máu bạc hồng Việt Nam đang được đến trên mảnh đất của Tổ quốc Việt Nam tại Singapore. Chúng ta nhìn lại một năm qua với biết bao nhiêu những sự biến đổi và thách thức trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhưng chúng ta cũng đầy ắp một năm của nỗ lực của toàn dân Việt Nam. Chúng ta nhìn lại lịch sử, một chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam với việc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Dân tộc ta nhìn lại một chặng đường lịch sử để nhìn con đường đi tới. Và cuối năm, với thắng lợi của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, chúng ta đang bước vào một mùa xuân mới, của đổi mới, của chấn hưng dân tộc, của hội nhập thế giới của Việt Nam. Chúng ta cũng nhìn thấy một năm qua, cũng có nhiều thách thức. Nhưng dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, gần 90 triệu nhân dân Việt Nam cùng gần 4 triệu đồng bào Việt Nam tại nước ngoài chung lòng chung sức để phấn đấu vì sự chấn hưng, vì sự phát triển, vì sự trường tồn của dân tộc và nhân dân Việt Nam. Chúng ta quay trở về đất nước Singapore, chúng ta cũng nhìn thấy một năm mà quan hệ Việt Sing đã có nhiều phát triển hết sức mạnh mẽ và có một sự phát triển mới, đó là sự tăng cường lòng tin giữa hai nước, quan hệ toàn diện phát triển, kết nối kinh tế phát triển và quan hệ quân sự quốc phòng giữa hai nước cũng đóng góp mạnh mẽ cho việc tăng cường mối quan hệ tin cậy và toàn diện giữa Việt Nam và Singapore. Cũng một năm chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành và lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Singapore, mà trước tiên phải kể đến các anh chị em sinh viên Việt Nam với số lượng ngày càng đông đảo, mà trong đây nếu mà đến bằng số lượng thì các anh chị là sự áp đảo, đúng không ạ? Là tương lai và mùa xuân là thuộc về thế hệ trẻ, cho nên sự áp đảo đó là sự tất yếu của thế đi lên, của thế đi lên của dân tộc. Chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành của khối doanh nghiệp Việt Nam với sự hình thành và lập ra Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore, mà sau đây thì sẽ có ông Tuấn đại diện cho khối doanh nghiệp để phát biểu vài lời cùng với lại một số lời phát biểu của các anh chị em Việt Kiều và các anh chị em sinh viên. Chúng ta cũng nhìn thấy sự lớn mạnh tổng thể của toàn thể cộng đồng người Việt Nam, gắn bó hơn, đoàn kết hơn và biểu hiện là sự hội tụ của những con tim Việt Nam trong những ngày lễ lớn là ngày Quốc khánh Việt Nam và ngày hôm nay. Và với tinh thần đó, tôi xin thay mặt tất cả các anh chị em Việt Nam, tất cả cán bộ công nhân viên cùng các gia đình của cơ quan đại diện Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Singapore, xin kính chúc Ngài Đại sứ Cộng hòa Nhân dân chủ Nhân dân Lào và phu nhân
cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ quán Campuchia, Đại sứ quán Hàn Quốc và những người con dâu con rể của Singapore, và cuối cùng nhưng là quan trọng nhất, đó là hạnh phúc, an khang, thành công, thịnh vượng và may mắn của toàn thể cộng đồng gia đình Việt Nam tại Singapore, của mỗi gia đình chúng ta, mỗi cá nhân, mỗi trái tim Việt Nam tại Cộng hòa Singapore. Tôi xin thay mặt tất cả anh chị em chúc các gia đình, chúc tất cả anh chị em, bà con, cô bác có một xuân mới, một mùa xuân thành công, thắng lợi, dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.